Ngày 4 tháng 9, Hạt Kiểm Lâm huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và đang chăm sóc một con trăn đất thuộc nhóm 2B có trọng lượng 24kg, dài gần 4m do người dân phát hiện tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Hiện đơn vị này đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để thả con trăn về rừng tự nhiên. Ông Lê Anh Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ cho hay, con trăn được người dân phát hiện tại một khu rừng sản xuất thuộc thôn Phan Xá Phường. Thời điểm người dân phát hiện, con trăn đang nuốt một con dê có trọng lượng gần 10kg.